Chào bạn ơi. Đó, xin chào tất cả các bạn. Đó thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review một con Flycam trong phân khúc tầm trung, đặc biệt là giá dưới 3,5 triệu. Theo như ý kiến của riêng mình, con này đáng mua nhất hiện nay luôn nha các bạn. Đó thì các bạn thấy không, gió là rung cây chứng cá luôn nè. Nhưng mà các bạn thấy chất lượng hình ảnh con này như thế nào? Đó, rất là ổn đúng không các bạn? Đó thì bây giờ mình sẽ nói sơ về một số cấu hình của con này cho các bạn tham khảo nha. Đó thì con này được trang bị động cơ không chổi than nè, có định vị GPS nè, mắt sóng tự bay về, cũng như là gần hết pin tự bay về luôn. Đó, con này bay rất là lâu các bạn, lên đến 25 phút các bạn, cũng như là khoảng cách điều khiển của nó lên đến là hơn 1 km. Đó, rất chi là ok luôn nha các bạn. Và camera của con này được trang bị là tính đến 2K nha các bạn. Đó, rất là ok trong tầm giá luôn. Đó thì là con này có tên là F11 RAW. Đó, một sản phẩm mà mình mới mua bên flycamvn.com về. Giá rất là tốt luôn nha các bạn. Đó, bên flycamvn là các bạn đã biết rồi đó, rất là uy tín luôn. Đó các bạn thấy không, chất lượng hình ảnh con này rất là ổn định trong tầm giá nha các bạn. Gió càng ngày càng mạnh là các bạn thấy không, rung cây trứng cá là bơi cây trứng cá luôn nè. Nhưng mà các bạn thấy đó, chất lượng hình ảnh rất là ổn đúng không các bạn? Đó thì hôm nay mình sẽ review con F11 RAW cho các bạn tham khảo nha, cũng như là giúp các bạn mua một con flycam trong phân khúc tầm trung ok nhất hiện nay luôn. Đó ok, thì bây giờ sẽ tiến hành review con này nha các bạn. Yeah. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Đó, trên tay em đây chính là con Flycam SGRC F11 RAW, một phiên bản nâng cấp từ con F11. Thì giờ hình thức bên ngoài con này nó y chang như con F11 các bạn, nhưng mà nó nâng cấp về camera. Nó camera của con F11 RAW nó sẽ to hơn, cũng như là độ phân giải lên đến 2K. Nó con F11 thường chỉ là 1080 thôi các bạn, nhưng mà con F11 RAW này quay phim lên đến 2K. Nó thì về một số thông số cơ bản thì như nhau thôi các bạn. Nó động cơ không chổi than, có định vị GPS, mắt sóng tự bay về, cũng như là gần hết pin tự bay về, thời gian bay 25 phút cũng như là khoảng cách điều khiển lên đến 1 km các bạn, hơn 1 km, nói chung là rất chi là ok luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ quay cảnh khu hợp con này, cũng như là quay chi tiết cho các bạn xem, và sau đó test camera bay ở trên cao cho các bạn xem chơi nha. Ok. Đó, trước mắt các bạn, đây chính là cái hộp của con Flycam SGRC F11 RAW. Mà khi các bạn mua bên flycamvn.com về á, thì theo như cảm nhận của mình, hình thức bên ngoài các bạn nó y chang như con F11 luôn, chả khác gì cả các bạn. Nó thì nhưng mà ở trên đây nè, nó có ghi một cái phân biệt cho chúng ta tham khảo nè. Nó con F11 RAW thì camera nó sẽ to hơn con F11 thường. Nó thì bây giờ mình sẽ khui bên trong cho các bạn xem nha. Đó thì ở bên trong nó cũng y chang như con F11 thường thôi các bạn, nó chả khác gì cả các bạn. Nó đây chính là cái tay điều khiển nè, các bạn thấy rồi đó, cái tay điều khiển thì nó y chang như con F11 thường luôn nha các bạn. Đó, chả khác gì cả, thấy không, y chang luôn nha các bạn. Đó, phím bấm nè, nút mở nguồn này kia nè, dặn gimbal nữa các bạn, dặn camera lên xuống đó. Đó thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bên trong cái nữa nha. Đó thì ở bên trong các bạn nó cũng y chang luôn các bạn ơi, cũng là cánh thay thế nè. Đó, cũng như là sách hướng dẫn và một cọng cáp sạc micro USB thôi, đơn giản thôi các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem được nhân vật chính của chúng ta. Đó, đây chính là con F11 RAW nữa các bạn. Đó thì các bạn thấy rồi đó, hình thức bên ngoài nó y chang như con F11 luôn, nhưng mà nó khác một cái ở cụm camera nè các bạn thấy không. Đó, camera của con F11 RAW thì nó rất là to. Đó, nó to hơn cũng như là độ phân giải của nó đẹp hơn các bạn. Đó thì nhà sản xuất nói là con này quay phim mới tặng độ phân giải là 2K nha các bạn, rất chi là ok và đẹp luôn. Đó thì bây giờ mình sẽ bung ra cho các bạn xem nha. Đó, các bạn sẽ thấy được là con này nó y chang như con F11 thường như các bạn. Nó thấy không, bung cái này nhìn y chang luôn. Nó pin này kia nè, giống hệt luôn các bạn. Đó, đây chính là khe cắm thẻ nhớ nè, các bạn nhớ gắn thẻ nhớ vô để quay phim nha. Nó trên này sẽ là cái nút mở nguồn nè. Nó motor không chổi than, cánh gập này kia. Ở dưới đây nó có hai camera giả các bạn, nó không có cảm biến gì cả nha. Nhưng mà mình thấy con này giữ vị trí cũng như là giữ độ cao rất là tốt, thì nó nhờ có định vị GPS mà các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bay con này luôn. Thì việc bay con này nó y chang như con F11 thường thôi các bạn, nó chả khác gì cả. Nhưng mà sẵn đây thì mình cũng hướng dẫn các bạn luôn nha. Ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bay con F11 RAW nha. Thì việc bay con này nó cũng y chang như con F11 thường thôi các bạn. Nó thì trước tiên các bạn sẽ lấy một cái điện thoại tải cái ứng dụng có tên là SGZBet RAW dài. Nó cái logo màu đen này các bạn thấy không. Nó thì sau khi tải về xong các bạn sẽ mở nguồn máy bay lên bằng cách là nhấn cứng vào cái nút ở trên lưng máy bay nè, nhấn cứng vô đây. Đó, máy bay nó sẽ phát ra một cái tiếng đờn. Đó, tiếp theo các bạn sẽ mở nguồn tay điều khiển lên bằng cách là nhấn vào cái nút màu đỏ đây.
Đó, thì sau khi nó mở nguồn cái tay điều khiển lên xong thì các bạn chỉ cần đẩy lên, đẩy xuống, như vậy là đã kết nối tay điều khiển với máy bay ok đó các bạn. Đó, thì việc còn lại các bạn chỉ cần vào cài đặt, vào wifi, kết nối wifi với máy bay. Đó các bạn thấy không, XGZ rồi đó các bạn, kết nối với wifi của máy bay nè. Đó, thì sau khi kết nối xong thì các bạn sẽ lui ra, các bạn vào cái ứng dụng hồi nãy các bạn tải về đó, XGZ rồi đó, các bạn bấm vô đây. Đó, rồi sau đó các bạn bấm vô chữ control. Đó, thì lúc này nó sẽ hiện camera của máy bay lên nè. Đó các bạn thấy không. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vô cái phần tay điều khiển ở đây để nó hiện một số thông số để chúng ta bay, như là tự cất cánh, tự hạ cánh nè, return to home nè, hoặc là đi theo mình nè. Bên phải chúng ta sẽ là chụp hình quay phim hoặc là chụp hình cử chỉ này kia các bạn. Đó, thì tiếp theo các bạn sẽ cali GPS cho máy bay, các bạn bằng cách là kéo hai cần gạt vào phía trong như này. Lúc này trên màn hình nó sẽ hiện một số chữ nè. Các bạn sẽ xoay máy bay sang phải 2-3 vòng thôi. Khi nào ở trên màn hình nó đổi thành chữ khác đó, phải không? Với lại đèn sau lưng máy bay nó dừng lại á, rồi các bạn cắm đầu nó xuống, quay sang phải vài vòng tiếp. Đó, khi nào mà ở trên màn hình nó tắt luôn là chứng tỏ chúng ta đã cali ok rồi đó các bạn. Đó, các bạn đẩy xuống, rồi sau đó chờ một chút xíu, GPS ở trên màn hình nó hiện đầy cây như thế này là đã cali GPS ok đó. Thì việc còn lại các bạn chỉ cần khởi động máy bay và bay lên thôi. Nó thì để khởi động máy bay có hai cách, các bạn chỉ cần bấm vô lúc này nó sẽ tự cái cánh bay lên, hoặc là bấm trên màn hình, hoặc là khởi động thì kéo hai cần gạt vào phía trong như thế này, nó sẽ khởi động máy bay. Rồi sau đó các bạn đẩy cần ga bên trái, từ từ nó sẽ bay lên nha. Bây giờ mình sẽ tắt rồi nói sao. Đó, thì các bạn muốn bay lên thì đẩy cần ga từ từ nó sẽ bay lên, kéo từ từ nó sẽ hạ xuống, rồi xoay sang trái, xoay sang phải. Bên phải sẽ là bay tới, bay lui, tạt sang trái, tạt sang phải. Lúc này chính là cái nút mà return to home nè. Khi các bạn bay mà không thấy hình nữa, muốn nó dài liền thì bấm vô này nó sẽ tự bay dài. Còn đây là chế độ bay không đầu, nó tự cất cánh, tự hạ cánh ở đây. Nó còn trên này sẽ là cái nút mà chụp hình nè các bạn. Ở đây chính là cái nút mà chỉnh tốc độ bay á. Các bạn dặn sang chủ cộng là nó bay nhanh, dặn sang chủ trừ là nó bay chậm. Đó, còn bên phải của chúng ta sẽ là cái nút quay phim. Nút này là quay phim nè. Còn nút này sẽ là cái nút mà dặn chỉnh camera ngóc lên ngóc xuống đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ dặn cho bạn xem nè. Đó, camera nó ngóc xuống rồi các bạn thấy không. Đó, dặn ngược lên nè. Đó, nó ngóc lên. Đó, thì sau khi các bạn bay mà muốn cho nó hạ cánh đó nha, thì nhớ bấm vô nút này một cái nha, thì nó mới hạ cánh nha, chứ các bạn hạ từ từ nó sẽ không tắt động cơ nha. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ bay thử vài vòng cho các bạn xem chơi nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bay con F11 rồi cho các bạn xem chơi nha. Đó, các bạn thấy không, hôm nay gió rất là gió luôn nha các bạn. Nó rung cây trứng cá bơi cây luôn đó. Nhưng mà không biết con F11 rồi nó có kháng gió tốt không nha các bạn. Đó, thì sau khi cali GPS này kia các kiểu ok xong hết trơn, thì bây giờ mình sẽ khởi động máy bay bằng cách kéo hai cần gạt vào phía trong như thế này. Đó, máy bay sẽ khởi động, rồi sau đó các bạn đẩy cần ga từ từ nó sẽ bay lên nha. Thì khi bay thì các bạn nhớ bấm quay phim lại nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ bay một tay cho các bạn xem luôn nè. Đó, một tay cầm camera, một tay sẽ bay nha. Đó, gió quá gió các bạn ơi, không biết nói giữ vị trí có tốt không nha các bạn. Đó, bây giờ bay lên thử nha. Chưa, mình khởi động rồi các bạn ơi. Nãy giờ mình không điều khiển, nó sẽ tự tắt động cơ. Đó, khởi động lần nữa nè. Ok, bay nha. Đó, các bạn thấy không, gió càng ngày càng mạnh luôn, nhưng mà nó giữ vị trí rất là tốt nha các bạn. Đó, hiện giờ là đứng yên một chỗ luôn nha các bạn, mình không có điều khiển nha. Đó, mình không có điều khiển luôn nè. Đó, nó vẫn đứng yên một chỗ luôn. Thì khi các bạn mua những con flycam mà có định vị GPS cũng như là động cơ không chỗ thang á, thì nó bay rất là tốt các bạn, kháng gió này kia cũng như là giữ vị trí thì rất là tốt luôn, nhờ định vị GPS cũng như là động cơ không chỗ thang đó. Đó, thì các bạn thấy gió càng ngày càng mạnh luôn, nhưng mà con F11 rồi nó giữ vị trí rất là tốt nha các bạn. Một số bạn nói là con F11 rồi này nó kháng gió tệ này kia các kiểu, thì hôm nay mình sẽ chứng minh cho các bạn xem là nó cũng kháng gió rất là tốt như con khác thôi. Nó thì trong phân khúc giá rẻ thì mình vẫn khuyên các bạn dưới 3,5 triệu thì mua con F11 rồi nó sẽ ok nhất hiện nay luôn nha các bạn. Đó, thì con này như mình đã nói thì ăn đứt con BW cũng như là con GGRC F11 luôn, F11 gì đó các bạn. Đó, con này hiện nay đang là giữ vị trí trong phân khúc tầm trung là cực kỳ ok luôn nha. Đó, các bạn thấy không, kháng gió rất là tốt nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho nó bay lên cao một chút xíu nữa xem thế nào nha.
Đó các bạn thấy không, gió càng ngày càng mạnh luôn. Các bạn nghe cái tiếng mà động cơ nó kháng gió, các bạn nghe rất là đã nha các bạn. Nó đứng yên một chỗ luôn. Đó ok. Thì bây giờ mình sẽ bay vòng vòng quay khung cảnh cho các bạn xem chơi nha. Ok. Sau khi bay cũng như là trải nghiệm về con F11 rồi thì mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn một số kinh nghiệm như sau. Thì hiện nay nha các bạn, vào khoảng tháng 7 tháng 8 năm 2019 á, thì trong khoảng khúc tầm trung giá dưới 3,5 triệu thì con F11 rồi này sẽ không có đối thủ nha các bạn. Về thời lượng bay cũng như là camera cũng như là khoảng cách điều khiển thì con F11 rồi là xứng đáng là trong một khúc tầm trung đáng mua nhất hiện nay luôn nha các bạn. Nói thì con này vượt mặt cả con B4W hay là con GTRC X11 hay là con B5W đó, tất cả con đó đều ở lại với con F11 rồi các bạn. Và mình muốn chia sẻ đến các bạn muốn bay con này mà chống rung tốt á, tuy không có gimbal nha, mà muốn chống rung tốt á, thì các bạn sẽ bay thuận theo chiều gió và giữ điều ga nó thì nó sẽ chống rung ok hơn. Nó thì mình sẽ tạm ngưng video ở đây. Nó nếu thấy hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo nha các bạn. Nó thì các bạn muốn mua con Flycam F11 rồi này thì các bạn sẽ click vào đường link trong phần mô tả video đó, mình có để link mua đó, hoặc các bạn lên flycamvn.com mua nha. Đó ok. Thì các bạn muốn mình review con nào thì cứ comment bình luận bên dưới nha, mình sẽ kiếm tiền mua về quay clip chia sẻ đến tất cả các bạn. Đó ok, bye bye tất cả các bạn nha.